trước ngôi trường tiểu học Quảng Công thân yêu. Ngôi trường nằm sát đường quốc lộ 49, phía trước là phà Tam Giang quanh năm xanh mát. Đằng sau là dãy cát vàng chạy dọc bờ biển, ngày đêm quyện mình vào những con sóng vỗ rì rào. Một khung cảnh thật thanh bình, trù phú, và ở đó có những con người hiền hầu, chất phác, quanh năm miệt mài bên trang giáo án, chèo lại những con thuyền cập bến tương lai. Qua gần 2 năm thực hiện đề án xanh, sạch, sáng, theo quyết định số 139D, UPND, ngày 19 tháng 1 năm 2019, Bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng của trường tiểu học Quảng Công, nay đã phủ lên mình một màu áo xanh tươi mới. Được sống, học tập và làm việc trong môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, chắc hẳn đó là điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn. Đó sẽ là động lực của cả thầy và trò mỗi khi đến lớp. Thực hiện kế hoạch số 80 KHUBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Quảng Điền về việc tổ chức cuộc thi thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh năm 2020. Trường Tiểu học Quảng Công đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường tiếp tục phát huy đạt hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh, gắn với các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các hoạt động tiếp tục được thực hiện như làm sạch đường từ quốc lộ vào đến sân trường, xử lý rác thải, dọn dẹp, vệ sinh, mua thêm hoa, cây, xanh trồng ở trước cổng trường vào đến sân trường, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội 13 của Đảng. Tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh theo kế hoạch, nhằm phát huy vẻ đẹp truyền thống văn hóa của nhà trường, tạo cảnh quan xanh sạch sáng, đảm bảo môi trường an toàn trong dạy và học. Trường học đến đường làng ngõ xóm, môi trường đang bị ô nhiễm nặng bởi khói bụi, rác thải, nước sinh hoạt và nạn chặt phá rừng bừa bãi. Còn trong các nhà trường thì đang diễn ra một số vấn đề nổi trội như không tiết kiệm điện nước, vẽ bày lên bàn ghế trường lớp học, ăn quà vặt, vứt chảy rác bừa bãi. Việc tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp còn hạn chế, đặc biệt là việc xây dựng sử dụng nhà vệ sinh không đúng quy cách gây ô nhiễm môi trường giáo dục. Phong trào Chủ nhật xanh với khẩu hiệu cho Huế thêm xanh sạch sắc đã huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, đã góp phần nâng cao nhận thức của trách nhiệm mọi người dân, đặc biệt là cán bộ, nhân viên, giáo viên và các em học sinh trong công tác bảo vệ môi trường. Hòa chung trong không khí Ngày Chủ nhật xanh, trường tiểu học Quảng Công cũng đã xây dựng kế hoạch phong trào một cách có hiệu quả, tổ chức tuyên truyền phát động phong trào Ngày Chủ nhật xanh đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh thông qua các tiết chào cờ, sinh hoạt tập thể lớp và các hoạt động ngoại khóa. Giáo viên tổng phụ trách đội đã phân công các khu vực lao động vệ sinh theo từng lớp học, tổng vệ sinh toàn trường vào chiều thứ sáu hàng tuần, tổ chức các buổi tập huấn phân loại rác thải và cách xử lý rác thải đến từng học sinh của nhà trường, thường xuyên tuyên truyền cho các học sinh cách bảo vệ vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, cứ vào sáng Chủ nhật đầu tiên của tháng,
trường tổ chức tổng quan vệ sinh trường lớp và chăm sóc cây. Dưới sự phân công của các lớp chia ra nhiều nhóm, nhóm thì nhặt rác, nhóm thì nhổ cỏ vuông góc cho cây, nhóm thì bón phân, nhóm thì tưới nước. Nhờ đó mà cây xanh mát quanh năm tạo nên một môi trường học trong lành, tươi mới. Nhà trường còn tổ chức lao động quét vôi cho cả gốc cây, bồn hoa để bảo vệ cây cối và làm cho quang cảnh nhà trường trong sáng đẹp hơn. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với hội cha mẹ học sinh mua thêm cả cây bóng mát như cây sáu, phường vị, bàng Đài Loan, làm cho số lượng cây ngày càng phong phú và đa chủng loại. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều phế liệu là những chai lọ nhựa đã qua sử dụng, khó phân hủy. Các em học sinh lớp 1 đã chế những chai lọ đó thành những bình tưới hoa hàng ngày. Việc làm đó của các em đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường. Những việc làm chung tay bảo vệ môi trường của thầy và trò trường tiểu học Quảng Công được diễn ra thường xuyên. Việc làm tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa. Chúng tôi hy vọng rằng những gì trường chúng tôi chia sẻ hôm nay sẽ được lan tỏa đến mọi nơi. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau chung tay thực hiện để góp phần hình thành nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, đúng với khẩu hiệu. Trường lớp khang trang, môi trường xanh, sạch, thân thiện.